ngày con thơ có mẹ cha che chở, dạy cho em lễ Phật đi chùa, được yêu thương bên mẹ hiền anh chị, đạo vàng soi xen nở thắm cuộc đời. Và từ đó má nhà láng che chở, dạy cho em mến đạo yêu người, đời tươi vui bên bạn bè huynh trưởng, để từ đây em nở mãi nụ cười. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ cần quý Phật tử lắng tâm thôi
nghe một cái bài pháp này rồi đó, về với Phật tử tư duy đó, thì chúng tôi nói thẳng một điều, chúng ta không uổng một kiếp chúng ta làm người, mà chỉ cần quý Phật tử giống một bước thôi, tức là quý Phật tử vượt qua cõi. Tin điều đó chắc bảo đảm quý Phật tử không tin, nhưng mà chỉ cần một bước thôi, thì ngày hôm nay chúng tôi muốn cùng chia sẻ quý Phật tử một lời tài, một bước đã tan tam giới mộng, có nghĩa là chỉ cần một bước thôi thì quý Phật tử coi ba cõi này giống như mộng hiển, giống như vào ảnh, giống như bọt nước. Mà đây một bước này là một bước gì? Mình bước thêm một bước đó là một bước gì? Thường thường nhà thiền hay nhà Phật nói là mình lùi một bước để tiến một bước, nhưng mà đây mình phải bước một bước. Mà bước một bước này rồi đó thì giống như mình thấy ba cõi không khác gì như điện chớp, như sương buổi sớm, không có thật. Mà một bước này theo tinh thần của nhà thiền đó, một bước này chỉ cần quý Phật tử tin chất tâm mình là Phật. Mình nói thật ra là mình nghe trong nhà thiền chư Phật chư Tổ nói tâm mình là Phật, mình tin. Thật ra nếu mà cái chắc rằng tâm mình là Phật á, thì sáng cũng là Phật, trưa cũng là Phật, chiều cũng là Phật. Còn đằng này mình tin, có những lúc chúng ta ngồi chiên tịnh, ngồi chúng ta lắng tâm, chúng ta trong cái niềm phát tâm đó, có định lợi đồng đáng đó, thì chúng ta chỉ tin một chút thôi. Nhưng mà gặp chuyện thì sao? Còn tâm Phật không? Nếu mình tin cái mình tâm Phật á, thì quý Phật tử đối duyên xuất cảnh hay có cái phần mình đối xử với những người khác á, thì chỉ cần quý Phật tử dùng tâm Phật á, thì người ta cũng làm gì? Thì người ta cũng dùng cái tâm Phật tiếp với mình. Nó là kỳ điểm đó. Nếu mà trong lúc quý Phật tử tiếp duyên xuất cảnh gì đó, luôn luôn quý Phật tử dùng tâm Phật á, thì người ta dùng tâm Phật để tiếp mình. Còn càng ngày mình dùng tâm gì? Mình dùng tâm ma, thì tức khác người ta dùng tâm ma để tiếp mình. Là kỳ một điểm. Đây chúng tôi kinh nghiệm một điểm, chẳng hạn như chúng tôi ra làm Phật sự, có những lúc chúng tôi bị những nghịch duyên, những người khác đó họ mắng, họ chửi mình đó, nhưng mà trong lúc ngay trong giờ phút thực tại đó, chỉ cần quý Phật tử tỉnh tịnh lắng thần, dùng cái tâm Phật của mình tiếp đó, thì tất cả người ta nguội lại, đúng không? Thì đây ý chúng tôi muốn là tin tâm mình là Phật á, không phải dễ ai cũng tin. Mà tin tâm mình chắc là Phật rồi đó, thì mình thấy tất cả mọi người xứng động hàm lên điều là Phật. Mà đã thấy như thế rồi á, thì quý Phật tử còn khinh miệt những người khác hay không? Còn ngã mạn với những người khác hay không? Không. Mà đằng này đâu có được. Quý Phật tử nhớ lại, đệ tử của Ngài Kumala Thạch đó, có bốn vị nổi tiếng nhất. Chẳng hạn như Ngài Đạo Sinh, Ngài Tăng Vệ, Ngài Tăng Chịu, Ngài Đạo Dung á, gọi là Tứ Thánh đó. Mà vào cái thời Ngài Kumala Thạch đó, thì Ngài Đạo Sinh, một hôm Ngài coi trong phòng đầu kinh Niết Bàn đó, trong phòng đầu kinh Niết Bàn nói như thế này: trừ nhất chuyện đời ra, tất cả đều có Phật tánh. Nhất chuyện đời là gì? Nhất chuyện đời nghĩa là không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng. Có nghĩa là Phật nói những người này là hạt cho bị cháy rồi đó. Thì trong kinh Niết Bàn phòng đầu nói đó, trừ nhất chuyện đời ra, ai cũng có tâm Phật hết á. Thì Ngài thấy như thế, Ngài nói là kinh này chưa có đủ, mà Ngài khẳng định ra chuyện đời sao lại không có Phật tánh. Và Ngài thuyết minh như thế này, chuyện đời cũng sẽ là Phật. Tức là Ngài bác là cái kinh của Đức Phật. Thì vào cái thời đó, những vị sư khác á, đều trách mắng Ngài, nói là Ngài tà thuyết, cho nên tổn sức Ngài. Và Ngài phát một lời nguyện như thế này: nếu mà Ngài nói không hợp với nghĩa kinh á, thì sau này thì Ngài bị ác báo. Còn nếu thật khối hợp với tâm Phật á, nguyện lúc xả thọ mạng, ngồi trên tổ sư tử mà tịch. Nói xong rồi Ngài vào trong núi Hổ Khâu. Ngài trong núi Hổ Khâu rồi đó, sau khi mà ngộ được cái tâm ấm của chư Phật rồi đó, thì một hôm Ngài sắp đá, Ngài làm tổ chúng. Chẳng hạn như ở trong rừng thì không có Phật tử, cũng có tăng ni nữa, cho nên Ngài xuyết đá, Ngài làm tổ chúng. Một hôm Ngài xuyết đá xong rồi đó, thì Ngài lên pháp tòa, Ngài nói như thế này: nhất chuyển đời đều có tâm Phật, đều sẽ thành Phật, phải không? Thì mấy ông đã cập đầu chứ nghe.
đọc đầu thiết pháp luôn. Cho nên cái cách tích đó, xin công thiết pháp ngon thạch điểm đầu, có nghĩa là xin công có nghĩa là ngài đạo sinh, ngài thiết pháp, ngài nói, nhưng mà tá lại đọc đầu, tá mà còn tin cũng chỉ là mình. Nhưng mà vào cái thời đó những vị sư khác không có tin, nó là ngài là tà thiết nhất chuyện đời mà sao có tâm Phật, mà ngài khẳng định luôn là nhất chuyện đời có tâm Phật sẽ thành Phật. Nhưng mà những người mà mình nói không có tin Phật của nhà Phật á, là những người mà có hữu tình lại không tin, nhưng mà ngược lại vô tình lại tin đó. Thiết đến mức độ là đá Phật đầu đó. Như vậy ở đây để cho quý Phật tử thấy được rằng tất cả mọi loài hữu tình đã có tâm Phật rồi đó, thì tu chắc chắn sẽ thành Phật. Mà tu chắc chắn thành Phật rồi đó thì quý Phật tử phải dụng công như thế nào để khơi vào cái tâm Phật đó. Quá trình sau này đó, sau này thì có ngày một vị tôn giả từ cái Ấn Độ qua dịch là cái phần cuối đó, xác minh như thế này: nhất chuyển đời tuy đoạn thiện căn mà cũng có Phật tánh, tu cũng chứng quả vô cùng thế nào cũng chết. Thì tất cả mọi người đều cho là ngài là Phật thánh. Thì quá trình sau này ngài một hôm tập hợp tổ chúng giảng kinh Niết Bàn đến cái phần cuối đó, thì ngài ngồi trên tháp tòa nghị tịch luôn, ứng hợp với lời Đức Phật. Quý Phật tử thấy không? Có nghĩa là tất cả mọi con người chúng ta đã sanh làm người có một cái tâm tu tập, có một cái tâm chuyển hóa, thì mình tin chắc tâm mình là Phật. Cho nên thì sư Thám Sơn dạy, sở dĩ mà có tâm Phật á, bởi vì trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi chúng sanh như thấy, nghe hay biết đều là hiện tượng của Phật tâm. Cho nên mà chúng ta làm việc với một cái tâm nhu nhiếm thanh tịnh đó, thì đó là dụng của Phật tâm. Còn chúng ta làm mà chúng ta loạn động, chúng ta làm mà với cái tâm ngã mạn, cái tâm tập đố, cái tâm ích kỷ, đó là tâm gì? Tâm gì? Cũng là tâm, nhưng mà tâm đó là ma, đúng không? Chúng ta làm việc mà không phải là Phật sự, không phải việc của Phật, mà chúng ta làm việc mà có cái tâm năng sở, có cái tâm trụ trước, chấp trước, thì đó gọi là ma sự, đó là việc của má, tâm Phật nó mất đó. Cho nên ở đây á, thì sư Hát Sơn nhấn mạnh một điểm nữa: song điều quan yếu là do tin hay không. Cổ nhân nói tính tâm có thể nhập nhập vào điểm tệ giác của chư Phật. Một khi mình tin chắc tâm mình là Phật rồi đó, thì quý Phật tử ngồi thiền, quý Phật tử đi kinh hành, quý Phật tử làm lâu phép, mình tin chắc mà, tin chắc thì tức khắc mình chứng nghiệm vào Phật tâm. Mà chứng nghiệm vào Phật tâm rồi đó thì đây là mình đi vào con đường tệ giác của Phật đó. Cho nên một khi mà tin chắc cái điểm đó rồi đó, nhưng mà thật ra không phải là dễ. Ở đây tôi nói sự nghĩ là khó đó, khó là khó có chỗ là mình tin không có chỗ về. Chẳng hạn như mình nói là nghe nhà thiền nói là tâm mình là Phật tin chắc, nhưng mà bây giờ nghe nói ở nước Châu Đốc có một vị thầy rất là giỏi, phải không, chỉ cho một cái pháp môn 6 tháng là tu chứng A La Hán, bảo đảm quý Phật tử chạy không tin nữa. Mà nói rằng cư sĩ mà tu chứng quả A La Hán là cái chuyện nó trái lời kinh của Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Phật nói chẳng hạn như một cư sĩ mà tu chứng quả vị A La Hán rồi đó, từ một ngày cho đến 7 ngày nếu không xuất gia đó thì phải nhập vào con đường vô chư y niết bàn. Nếu mà không xuất gia thì một là nhập niết bàn, hai là con đường đi xuất gia, còn làm cư sĩ được. Bởi vì sao? Bởi vì Phật nói giống như một người đã sinh á, thì không có thể nào mặc cái áo lông vào của nhà vua được. Bởi vì cái phước, cái lực nó đủ, cho nên phải làm gì? Thọ gì? 10 giới và 250 giới mới đầy đủ. Đó, cho nên trong kinh nói rất là rõ. Nhưng mà gần đây nghe nói ở trong đất ở đâu á, có một vị thầy dạy cho mình cái pháp dự kiếp 6 tháng chứng A La Hán thì chạy đó, mình tin, không tin tâm là Phật. Và có cái thơ mà nghe ở đâu mà linh linh á, bối đâu chúng đó cái mình chạy luôn, cũng tin. Ở đây ngài Hát Sơn, ngài nói là không phải dễ tin. Bởi vì sao? Tại pháp hội Linh Sơn, các đệ tử của Phật tuy đã thoát khỏi luân hồi sanh tử, đã không nhận thọ ký thành Phật,
chỉ vì không tin nhận cái điều này, A-la-hán rồi còn chưa tin cái Phật tử. Phải không? Tức là những người mà thoát khỏi luân hồi sanh tử rồi đó, nghe Phật thọ ký rồi đó, thọ ký trai, thọ ký cho Đại Sát Lợi Phất, cho Một Kiệt Liên, cho Tôn Giả Ca Diếp, thì những người này nói Phật mới giỡn cho vui chứ làm gì mà thành Phật, bỏ đi ra mấy trăm người. Trong Kinh Pháp Hoa Diệu Tả, mấy trăm người đó, đâu có tính, không có tin mình làm Phật đó. Đức Thế Tôn đã phải dùng bao phương tiện để giúp trừ gốc rễ của sự không tin này, để khai thị ngộ nhập tri kiến Phật cho họ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được một cái phúc duyên may mắn, phải nói là được một cái điều may mắn duy nhất, chúng ta lại biết con đường thiền này. Chứ thật ra nếu mà quý Phật tử tu mà lên tâm mơ, mình cũng chưa chắc là mình có tâm Phật. Là quý Phật tử thấy là cái điều vi diệu là mình có tâm Phật như thế nào. Nhưng những kẻ đã nghi lại càng nghi thêm, tự nghĩ rằng tâm trí hèn kém của mình không đủ lãnh thọ pháp môn này, làm sao mà tin mình là Phật. Nhất là ai? Đố Phật tử. Nhất là ai là cảm thấy mình là không được? Nhất là quý Phật tử nữ. Tôi biết rất là rõ Phật tử nào đến với tôi rồi đó, nó dường xong rồi, hoặc là ngồi thiền xong rồi, tôi hỏi ngồi thiền xong để làm gì? Nó con nói thật với thầy là con bố thí, con cúng dường, con làm tất cả các việc thiện pháp, mong một điều duy nhất, kiếp sau con thành Nam Tu. Thì nó lá kỳ chính đó, nó làm cản trở con đường gì, con đường thành Phật của mình. Chính cái đó là cái điều cản trở. Con nghi lại càng nghi thêm. Thì tôi hỏi tại sao? Thì họ nói là nghe trong cái Phật người nữ có năm cái trước. Trước thứ nhất là gì? Trước thứ nhất là không được làm Phật. Cái trước thứ hai là không được làm Diễn Luân Thánh Vương. Cái trước thứ ba là không được làm Ma Vương. Trước thứ tư là không được làm Đế Thích. Những cái trước người ta đưa ra nó trước ngại quá, gọi là năm giây lệ buộc không giá. Quý Phật tử có điện, cái điện đó. Đó. Cho nên trong thiền thoại tôi hay gửi đó, có một cái bà già, bà cũng đọc kinh sao bà cũng nghi như thế, bà nghi và nó chắc chắn là không có được. Cho nên cuối cùng bà đến và gặp thiền sư Triệu Châu và nói á, thầy làm cách gì, thầy chỉ cho con một cái phương pháp tu để con chuyển từ nữ thành thân nam, con tu cho được an ổn, được thanh tịnh, con thấy quý thầy tu thích quá, thế đó. Cho nên thiền sư Triệu Châu nói cần thì kiếp sau bà đến đây trước cái chánh điện, tôi sẽ chuyển cho bà tất cả thành thân nam, chuyển một cái luôn. Bà cũng tin chắc rằng thiền sư Diệu Châu có một cái năng lực gì đó, bởi vì ngài là thiền trí thức mà. Thì bà sau khi bà đến trước cái điện rồi đó, thiền sư Diệu Châu có thỉnh ma tiếng chuông nói như thế này: bà phải phát một cái nguyện lực lớn, nguyện cho tất cả các loài chúng sanh á, ai cũng được lên cõi trời, còn cái thân già hàng này chìm sâu quýt dưới ba đường khổ. Sau khi bà nghe như thế, bà nói sao? Bà nói là hòa thượng có nói lộn không chị? Con nói là con phát nguyện chuyển nữ thành nam, còn này là nói là cho tất cả mọi người ai cũng được lên cõi trời, còn con chìm đắm trong ba đường khác. Thì chậm rồi, cái này có pháp này pháp gì đấy. Thì lúc này thiền sư nó khai thể như thế này: sở dĩ á mà có tướng nam tướng nữ đó, bởi vì chúng ta không nghĩ nghiêm đây là tướng nam kia là tướng nữ, còn trong tâm của bà đó thì nó có tướng nam tướng nữ. Một khi bà quỳ mọi người, quỳ chúng sanh, quỳ tất cả thì nó gọi là đại trưởng tu. Mà đại trưởng tu thì nó không có nam nữ, phải không? Nếu mà đại trưởng tu rồi đó thì trong tánh bình đẳng đó nó không có nam có nữ. Cho nên quỳ tất cả mọi người đi, nếu một người nữ mà quỳ tất cả mọi người và thay khổ nhọc cho các loài chúng sanh thì ngay trong giờ cũng có quý phụ nữ là nam, còn tôi là nam nè, mà tấm tình sao nhỏ mọn rồi thích kỷ, thường tôi nói á, sao không tấm chút đàn bà đó, đúng không? Còn đưa ra đàn bà nữa, tấm không nhỏ nhặt quá. Mà chính cái điều đó người nam á biến thành người nữ là hay chuyện nhỏ nhặt chút
ví dụ như vậy, thì ngay trong giờ phút đó cái tâm thực tại nó mất. Cho nên lục tổ đã khẳng định đó, sau khi mà lục tổ đến với ngũ tổ bàn nhẫn rồi đó, thì ngũ tổ bàn nhẫn thấy cái thân tướng của lục tổ thì mới hỏi một câu là đến đây làm gì. Thì tổ chỉ có một câu, quý Phật tử đáng ráng ghi trong cái tài thức quý Phật tử, may này nếu đủ duyên quý Phật tử ra đời gặp một cái pháp hội nào đó, thì hòa thượng đến hỏi đến đây làm gì, nói chỉ cầu lập Phật, chỉ cầu lập Phật chứ không làm gì khác hết. Mà thấy một cái con người nào quê thô cỡ mà mong cầu lập Phật thì chắc đây là có một cái gì đó. Cho nên ngũ tổ đã khẳng định ông là người mọi rợ, là cái sức lãnh nam, làm sao mà làm Phật được. Thì gặp như mình sao, hòa thượng này ông tôn khi dở quá, còn bỏ đi về ta không làm tổ được, quý Phật tử làm tổ không được. Nhưng mà đằng này lục tổ đã khẳng định luôn, con là người lãnh nam, là người quê mù, còn hòa thượng là người phương bắc, là tướng hảo giống như Phật. Nhưng mà nó thật với hòa thượng, Phật tánh không khác, Phật tánh không có nam đất, không, thân con thì xấu thiệt, thân hòa thượng thì đẹp thiệt, nhưng mà Phật tánh không có xấu đẹp. Thì lúc này ngũ tổ bắt đầu liền lúc, mẹ nó đúng không? Cho nên nó là tổ thứ sáu. Cho nên lục tổ sau khi mà nghe không chủ một pháp nào đó, đó thì phát minh ra được tất cả mọi lời của chúng ta, chỉ cần tin nhận tôn tập thiện pháp thuộc Phật, chỉ cần tin nhận điều đó thôi đó. Cho nên thì sư Tháp Sơn nó giải tiếp, vì nếu các mối nghi không trừ đó, thời trong nghiên tệ giác không có thoát khỏi được. Nếu mà cái mối nghi mà quý Phật tử không phá không dẹp đó, thì cái tệ giác từ cái trong nghiên cái nguồn năng lực quý Phật tử không phát huy. Mà lá kỳ cũng đó, từ ngày mà chúng tôi biết được cái pháp môn này rồi đó, mình tin chắc dòng cho những cái nghịch duyên khó cùng đó với mình, nhưng mình biết chắc một điểm, cái Phật pháp này nó không có nghịch, không có thuận, tự nhiên vượt được. Cho quý Phật tử không phải chúng tôi mà được ngày hôm nay, không phải là chuyện mà quý Phật tử nói là vào chùa tự nhiên có công an, phải không? Tôi thường nói một câu như thế này á, đời đi tu đầy đải gian nan đó, ai chưa gì, ai chưa qua chúng ta thầy chùa, chưa qua cái cảnh giới này phải, phải giới ăn. À, phải rồi, quý Phật tử thấy một ông thầy ngồi đó rồi có người lạy xuống rồi cúng dường, không phải chuyện đơn giản, tức là phải qua những cái nghịch cảnh, những cái thuận cảnh, những cái khốn cùng trong cuộc đời đó. Nhưng mà quý Phật tử chỉ cần nhìn thật kỹ và sống với cái tâm Phật của mình thì bảo đảm quý Phật tử vượt qua, mà chỉ cần trên một cái là quý Phật tử đó. Cho nên quý Phật tử thấy đó, là những người đi xuất gia cũng đông lắm, nhưng mà lớn mà chẳng hạn như thượng tổ và thượng thôi, còn lại mấy người vì không tin chắc, mà tin chắc tâm mình là Phật rồi đó, thì cái nghịch cảnh, cái thượng cảnh, cái khổ cùng đó trong cuộc đời, quý Phật tử hay nói khác hơn là những người có tâm tu Phật đó vượt qua được đó. Cho nên thiền sư Tháp Sơn giải tiếp, do đó bậc đại giác đã giáo huấn nên trừ đoạn tất cả nghi ngờ về tâm này, vì tâm này không trung đồng với thường tình chúng sinh, chúng sanh ở thế giới này không nhận biết được Đức Phật. Phật nói khi ta xuất hiện tại thế gian này, thiên nhân Atula kẻ dị lượng mọi đạo và ma vương đều nghi ngờ, kể cả các trưởng lão đệ tử như ngài Ma Ca Diếp cũng nghi ngờ. Lý do khi giảng pháp, Đức Phật thường luận nói, khi hữu quy, khi vô quy, khi thiện, khi ác, khi khen, khi chê, khi khích, khi phạt, và ngài đã không dùng ngôn ngữ một cách nhất định. Quý Phật tử nào, học pháp gọi là bất định pháp. Cái hạn như hôm qua, ví dụ thôi là thầy trụ trì đây giảng về con đường thập thiện, nhưng mà tại sao bữa nay giảng về con đường tinh tâm mình, mà khổ đau cũng không kỳ vậy. Nhưng mà lột sạch ra hết để hiển lộ cái tâm Phật cho quý Phật tử, nhưng mà phương tiện thì phải đi qua nhiều ngõ ngách. Quý Phật tử nhớ cái điểm đó, có khi Đức Phật khen cái đệ tử này không làm việc đó đúng, nhưng mà cái người đệ tử thứ hai mà làm việc này nó không làm chặt rồi. Cho nên một hôm tôn giả A Nan đến trình với Phật đó, có một vị tức thí đến hỏi tôn giả A Nan như thế này: thưa tôn giả A Nan, nếu chúng con mà giữ đúng 10 giới á, được sanh về cõi trời hay không? Thì tôn giả đang nói đúng được. Rồi nếu mà con phạm 10 giới
thì con đổ địa ngục không? Con trả ra có đúng. Thì đến trình của Phật nói sao? Hiếu tự coi động đó chưa? Đến trình với Phật nó nói không? Thì bán nó môn của ta rồi, ta đâu có thiếu kiểu đó. Phải không? Phật nói chẳng hạn như một người giữ 10 giới nó thật thiệt, nhưng mà cái cộng cái nghiệp đó họ nó sâu lên, rõ ràng nó có được sanh về thiên giới được. Còn những người họ làm ác thiệt, nhưng mà cái tổng cái nghiệp đó họ hổ thẹn, họ ăn năn, họ sám hối thì cũng được sanh thiên. Như vậy là bị bán pháp môn của ta. Như vậy pháp môn của Phật họ không có nhất định một điểm nào đó. Cho nên có một vị Bồ Đạo đến hỏi Phật ấy, hôm nay thiết pháp gì, thì Phật nói định pháp. Rồi mai lại hỏi hôm nay thiết pháp gì, Phật nói bất định pháp. Pháp nó có thật tùy theo nhân duyên của mỗi vùng mỗi nơi mà Đức Phật dựng lên rồi Đức Phật phá đó. Cho nên có một vị tăng đến hỏi thiền sư Mã Tổ, hòa thượng vì cái gì nói tức tâm tức Phật? Sư đáp vì gỗ con nít khóc. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử mà có một người con mà đã khóc suốt ngày thì mình có dùng gì đó, dùng gì? Dùng một cái lá vàng, nói đây là vàng rồng nè, con giữ đi để mai khi con lớn con xài. Mà thiệt ra là gì? Là lá cây, đúng không? Vì con nít nó khóc quá, cho nên bà thượng nói ngay tăng đó, chính là Phật, chính là chắc chặt luôn. Chứ mà ngồi yên mà chứ mà tăng Phật, phải gì không? Phải gì hay còn khác nữa. Rồi sao nữa? Con nít nín rồi thì sao? Hòa thượng nói phi tâm phi Phật, tức có nghĩa là chẳng phải tâm, chẳng phải Phật. Người trừ được hai thứ này rồi phải dạy thế nào? Nói với đây là phi Phật, khi chợt gặp người thế ấy đến thì phải làm sao? Hãy dạy đi thể hội đại đạo. Có nghĩa là mỗi pháp, mỗi phương tiện mà Phật đưa ra đều nhằm làm gì? Nhằm là trợ duyên cho cái tánh dục của mình nó bớt, rồi từ đó biết Phật tử thể hội đại đạo, thầm nhận sắc và chứng nghiệm đó. Rồi thiền sư Khám Sơn dạy tiếp, đối với người học đạo, tính tâm là căn bản và nghi ngờ đó là chướng ngại. Đối với người học đạo hay là học thiền hay là biết Phật tử bước vào cái con đường thiền tâm này, tính tâm là cái điều căn bản nhất, mà quý Phật tử nghi ngờ đó là điều chướng ngại. Không biết mình tu thiền mai kia mình chết sao, không biết đi về đâu, đó là chướng ngại. Còn tin chắc tâm mình là Phật, đời này không sao, đời sau tiếp tục cái con đường, dầu cho rớt vào ba đường gì, ba đường khác, nhưng mà vừa mở mắt tức là thấy được cái tâm bất nhã, dám tin chắc gì đó. Ai dám phát hiện đứng dậy lên tin mừng biết không? Phát hiện mạnh luôn, chỉ có một cái con đường này duy nhất. Nếu mà con lỡ con tu mà nó chụp một cái, con rớt xuống ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng mà với cái nguyện lực này, cái năng lực này, con vừa chết một cái mở mắt ra thấy mắt các nhà, dám không? Dám cái huyết tử thoát bệnh liền, thoát bệnh chướng duyên của Phật tử. Bệnh là bệnh chướng duyên, bệnh là từ nghiệp nó ra, mà quý Phật tử khẳng định một cái tự nhiên bệnh nào là nó tiêu. Bệnh từ nghiệp là nó duyên cái sự mê lầm, mà quý Phật tử phát hiện một cái đâu thì cái năng lực nó tác động đó, tự nhiên quý Phật tử hết những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh khốn cùng trong cuộc đời này. Nhưng mà mình dám, ai dám đi cho lên, dám không? Nếu mà có nhân duyên là quý Phật tử mà đầu thấp mà lỡ mà bị những cái duyên đó, sẵn sàng đó thắp ba cây hương phát hiện lên. Nếu mà ngày hôm nay con bệnh khổ nè mà kêu ra thoát con chuyện ra, mà lỡ mà chết con cũng chết luôn, chết rớt ba đường khác luôn, mà xong cái trả nghiệp ba đường khác của đó, con vừa mở mặt cách cách nhà, ai dám làm như vậy? Hả? Đây chúng tôi nói không phải là nói suông, ngày xưa tôi bằng thấp năm 99 đó, tôi bị những cái nghịch duyên, tôi hay gửi trong cái đĩa mà tiền nghi tôi dạy cho chúng ở trên Trúc Lâm đó. Họ bà thượng kêu chúng tôi ra thấp để trị bệnh, tôi nói là về nói cái người tôi nói anh nhà thấp đó, về nói bà thượng là dầu chết cũng phải thành thấp, bởi vì chưa có ai mà chết cũng thấp, mà cũng chưa từng bao giờ có người nào chết trong một đòn. Thì bà thượng nói là được, nói giờ tốt. Thì quả tình tháng sau hết, không biết tưởng giá gì không? Nhiều khi mình ngồi thiền nhất nhất có xả là thế, bữa nào
gan một cái đi chết trong cầu đòn luôn. Bảo đặt tan bắn chết mộ liền, cái này là cũng chết. Thì nhất trước cái là xả rồi sao nữa, mình không dám dốc sau một con đường này. Cái ai dám dốc sau một con đường này không? Dốc thân đi thì mọi người sẽ thấy. Tôi nói thật với Phật tử nè, ở đây ai là công nhân viên chức, ai là làm rất là nhiều đúng không? Nhưng mà hỏi nè, quý Phật tử sáng làm, chiều trả lương hay là đợi một tháng trả lương? Một tháng là sáng làm chiều trả. Thì quý Phật tử ngồi thiền cũng như thế, mình mới vào một ngày, hai ngày thì chưa có lương. Mà đúng một tháng sau thì mới trả lương. Trả lương là trả cái gì? Phật sẵn sàng trả lương cho quý Phật tử. Mới ngồi thiền nhất chân, là gì nữa? Vọng tưởng, là gì nữa? Chạo cử, đủ cái chuyện trên đời đó. Đó là mới làm mà. Nhưng mà khoảng một tháng thôi thì bảo đảm nếu mà quý Phật tử vượt qua những cái khó cùng này đó, tức là mình trả nghiệp đó, thì tức khắc quý Phật tử được chứ Phật trả lương. Trả cái gì? Nó được khinh an, nó được an ổn, nó được tự tại trong cuộc đời này. Mà nếu Phật tử mà rất thông vào con đường này mình sẽ thấy. Còn mà mình nghe cũng đến cũng nghe, nghe rồi cho vui thôi thì nó có, nó lạ gì đến đó. Mà ai đây dám chấp theo một con đường này? Giơ tay lên thưa coi, giơ tay lên. Buổi nào tôi đình đình tôi đến nhà tôi đình cửa sổ tôi tự nó ngồi như thế, dám chấp theo một con đường này không? Đó, cho nên quý Phật tử thấy được rằng ở đây thiền sư Thái Sơn dạy tính tâm là căn bản của người người tu thiền, mà nghi ngờ là chướng ngại. Nhưng mà có ba loại nghi: nghi về người, nghi về người giảng pháp, rồi nghi về pháp, nghi về chính mình. Đó, cái điều đó là biết Phật tử sẽ thấy đó. Nghi gì? Thầy là có gì cho làm việc đó, chuyện đó. Tức là nghi về người giảng pháp, có gì cho nghi cho vui gì thôi. Bởi vì cũng nhờ không có làm gì đó, hay nghe, phải không? Thì chính cái điều đó là trước duyên của Phật tử. Gì nữa? Nghi về pháp, pháp nó có tâm của Phật là gì có, chuyện này có đó. Rồi nghi về gì nữa? Trước tỉnh nghi về gì? Tức là nghi về chính mình. Mà nghi cái điểm đó thì quý Phật tử bị một cái trường hợp. Thứ nhất là quý Phật tử bị vào hai cái pháp. Mà cái pháp thứ nhất là tự tôn. Tự tôn là gì? Tự tôn cái nghĩa chẳng hạn như mình nghe nó là tâm mình là Phật, tin chắc. Cái mình đi ra đường và mình đến chùa nào đó bất cứ đến thiền viện, ở đây là Phật, là lấy Phật gì nữa, phải là gì không? Nó tự tôn. Mà vào cái thời của thiền sư là không có rồi đó. Các thầy đã nghe tin là tâm mình là Phật rồi đó thì ông làm gì? Ông vào lấy kinh ông xé chùa đích, đi cầu xong xé ra chùa gì đó. Thì tăng chúng hỏi ông làm gì được nhé, ông làm gì được đi ngục đó. Thì ông nói như thế này: kinh của Phật á, chùi cái Phật là có cái gì đâu, Phật là Phật gặp nhau mà có kỳ á, phải gì không? Thì câu chuyện này đó tai thiền sư Tập Bảo. Thì thiền sư Tập Bảo mới kêu lên quân trưởng cái này, cái chuyện này kêu lên nói tôi nghe đại chúng nói ông đó là ông đi vệ sinh, đi cầu, ông lấy trong xế kinh Phật học chùi đúng không? Dạ đúng rồi đó, con nghĩ con là Phật thì kinh học chùi, kinh của Phật không có gì đâu. Thiền sư Bạch Thảo nói ông nói làm rồi, nếu ông tin chắc tâm mình là Phật rồi đó thì cái giấy này nó phải là gì? Cái giấy là số chữ, giấy là chắc tin. Tức có nghĩa là thiền sư khai thiện nhấn mạnh, nếu tin chắc tâm mình là Phật rồi đó thì ông làm cái gì trong cảnh giới vô niệm, vô trụ, vô tướng. Còn cái này cũng là pháp tướng, mà pháp tướng tức là sanh diệt. Đó, cho nên quý Phật tử thấy được rằng những người mà khai thị chỉ thẳng về điểm đó, một người người bệnh rồi người ta khai thị, người ta đánh mạnh vào con đường đó để chuyển hóa thực tử, chứ không phải là chúng ta nghe như thế rồi chúng ta học chắc. Nếu mà trong trường hợp này quý Phật tử dùng phương tiện này, quý Phật tử cứu người á, thì cái năng lực tâm đức quý Phật tử tăng trưởng. Còn đằng này mình làm với một cái niệm mình tự tôn,
mình tin chắc trong mình làm Phật, mình khởi cái niệm ngã mạn tự cao lên thì thành đạo. À, cũng như cái câu chuyện mà trong thiền thoại ghi lại cô Linh Chiếu gì đó, cô Linh Chiếu con của ai đó, con của thằng Hồng Quân đó, mà cô Linh Chiếu lại có bộ đạo rồi mà cô cũng hay thường đến chùa, mà ở trong thiền thoại kể lại cô cũng rất là đẹp người, cho nên cô hay đến chùa gì đó. Thì có cái ông thầy chủ trì đó khởi niệm là thương, thương sau khi thương xong rồi bỏ ăn bỏ ngủ, nghĩa là gọi là gì, là tương tư đó, không thất thần luôn, ăn uống ngủ nghỉ được nữa. Rồi cuối cùng rồi cô Linh Chiếu này nó thôi bây giờ cứu ông, nó nói bây giờ thầy chịu tôi thấy không, đồng ý. Thôi bây giờ tối nay khỏi còn trang nghiệm gì hết, làm đám cưới tại chỗ luôn. Thì sau khi mà cô Linh Chiếu này về đặt với người cha, tức là ông Càng Quẩn rồi đó, thì ông Càng Quẩn biết con mình rồi, đã bước vào cái con đường vô sanh rồi nè, thì cho nên sẵn sàng. Thì tối đêm nay cô Linh Chiếu có làm gì, mà cô lấy những cái bức ảnh của Phật mà đẹp nhất á, cô rải trên cái giường á, rải trên giường xong cô làm gì, cô nằm trên cái những cái hình ảnh của Phật, và nằm dài trên cái giường đó, cô lót những hình ảnh của Phật, cô nằm lên. Sau khi mà ông thầy điều trị đã vừa mở cái cửa Phật, bước cũng giúp nó liền làm những đổ địa ngục á, dám cái gan là nằm trên hình Phật, ông nằm trên hình Phật mới đổ địa ngục này. Ông nằm trên hình Phật là ai, cái Phật này nó mới đổ địa ngục, còn Phật kia nó đổ. Vừa nói đến cái tức tỉnh, ông chiêm ngộ ngay tức khắc thì Phật này là Phật nào, Phật này là Phật hiện ra là bao hai thứ tốt đó của vị đệ đúng không, tôi là điều trị mà tôi nằm trên Phật nó mới đổ địa ngục, nó chết nó đổ. Thì ngay tức khắc ông chiêm ngộ cái tâm đó là quỳ cứu người phương tiện, cho nên các ngài phải dùng những cái phương tiện thiện xảo, giống như mà ngài mà Đơn Hà đốt tượng Phật để khai thị cho cái vị viện chủ đó, dùng phương tiện thiện xảo mà trong tâm đó các ngài không tự tôn, mà chúng ta vượt thoát cái gì nữa, vượt thoát cái chỗ tự ti, chúng ta mặc cảm trong cái đời mạt pháp này tu biến chắc gì mà mấy ông thầy có thề đó là tính tâm là Phật, chắc chắn tâm mình là Phật, thì biến Phật tự ti, quý Phật tử mặc cảm, nhưng mà nhờ tin chắc tâm mình là Phật vào đó, giọng thành quý Phật tử bước lên đó, thì quý Phật tử vượt thoát được cái nguyện nghiêm phân biệt giữa tự tôn và tự ti. Đó. Rồi quý Phật tử nhớ ai biết không? Thiền sư Đại Mai Pháp Thường, đúng không? Một hôm đến hỏi Mã Tổ, thế nào là Phật? Thì Mã Tổ nói tức tâm là Phật. Nghe nói như thế này thì về tuổi trẻ tu, tu phải một thời gian đó, thì thiền sư Mã Tổ sai ông Tăng lên nói như thế này: gần đây Mã Tổ không phải chỉ tức tâm là Phật, mà Mã Tổ chỉ khuy tâm, khuy Phật, khuy Phật. Thì gặp mình sao? Gặp như cái Phật tử sao? Phải sách gói chạy về thắp ở ngày Mã Tổ không? Chẳng hạn như hôm nào đó quý Phật tử lên chúc lâm được và hưởng khai thị về các pháp môn tốt ngộ chuyển thẳng tâm người kiến tính thành Phật, cái mình nghe mình phấn khởi lắm, cái quý Phật tử lên núi tu một thời gian đó, bây giờ bà hưởng pháp chuyển pháp đó rồi, chỉ có pháp khác, quý Phật tử còn can đã ngồi trên núi tu không hay là chạy xuống? Nhưng mà thiền sư Đại Mai mới khẳng định như thế này: mặc kệ ông già nói mơi nói mớ lừa biển thiên hạ, nhưng mà ta chỉ tức tâm với Phật. Sau khi mà ông Tăng về trình bày với Mã Tổ rồi đó, thì Mã Tổ mới hợp đại chúng nói như thế này: này đại chúng, cái mai là chính. Nếu mà có một lúc nào đó quý Phật tử tu ở trong vườn sòi hay cái cầu gì đó, thì mà được một hai thì luôn, này đại chúng, cái cầu chính rồi, bảo đảm luôn, không phải tới mai. Chỉ cần quý Phật tử tin các một điều, tâm mình tức là Phật, mà tin chắc tâm mình là Phật rồi đó, thì quý Phật tử cứ tu, cứ dấn vào con đường này mới chứng nghiệm được. Còn quý Phật tử tu mà lớp lớp không có, chính bản thân của tôi thấy gì đó, tin chắc như thế, thành ra quý Phật tử ngồi thiền dầu cái bản nhất chân, dầu cái nó cái gì đến đó quý Phật tử vượt qua hết, mà bản thân chúng tôi đã thực tập rồi, thực tập chúng tôi dám nói những cái điều này đó. Cho nên tin chắc được như thế rồi đó, thì thiền sư Thiên Như nói: nếu cái ngộ tự tâm là Phật, tin các tâm mình là Phật rồi đó, thì tất các người này vừa chết thôi, được
vãng sanh tịnh độ, giàu sức mạnh, vạn con trâu cũng không kéo lại được. Nếu mà tự tin điều đó, cho nên nhiều khi mình nói là có thiền cái chết gì đấy đâu, đừng có nghĩ điều đó. Làm sao mà nếu đủ duyên, tôi sẽ hướng dẫn cho quý Phật tử về cái con đường mà người tu thiền sẽ đi, và giữa tịnh độ tâm, thiền tâm, mật tâm, ba pháp đó là không khác. Cho nên mình tu rồi mình nhiều khi mình ngần ngỡ, mình tu như thế này mai khi mốt nào chết thì cái gì đâu. Tin đi, tin tâm mình là Phật đi, và mình ráng cố gắng mình đối duyên xuất cảnh, đối xử với những người thân của mình dùng hết cả tâm Phật, được bao nhiêu hay bao nhiêu đó. Về nhà phát nguyện từ đây tới từ buổi chiều này nè, cho đến suốt cả cuộc đời con ráng con dùng tâm.